Chưa, mày như vậy? Như vậy? Chưa, chưa hả? Chưa. Nè, làm lại, làm lại. Chưa, hai quân điện của triều giờ là Hạ Chiến Thư. Liệt đội nghìn đốt. Mời. Hoặc bà bà, tôi theo bạn trai của tôi tới đây để mà Hạ Chiến Thư với ông. Lần trước đấu võ với ông vì lão già một tay tới làm loạn, cho nên như vậy thì không tính. Hơn nữa, theo như mà tôi đây biết được, Hoắc Tứ gia không có bái vào môn hạ của ông, nó không được coi là đệ tử của bí tông quyền của quốc gia. Cho dù có thắng đi nữa cũng không có tính. Vậy thế nào? Theo như ý của Triệu gia, đấu thêm một trận à? Không sai. Quốc hiệu hai nhà đều có chữ môn ra trận. Triệu gia đương nhiên là cha của tôi, Quốc gia đương nhiên là Quốc bá. Trận đấu lần này một trận phân thắng bại. Nếu mà nhà nào thắng thì nhà đó là chánh tổng bí tông quyền, còn nhà khác thì không được. Có ý kiến không? Được. Thời gian địa điểm do các người định. Tới trường đó thông báo cho Quốc mổ thì được. Quốc ba ba, tôi cũng biết ông là người sảng khoái. Cáo từ. Về. Không tiễn. Cha, như vậy hoàn toàn là Triệu gia sanh sự vô lý. Sao cha hứa với họ? Người ta đã đưa chiến thư tới nhà, nếu như cha không hứa thì tức là làm mất mặt của Quốc gia. Nguyên Giáp, cha muốn con đi xa một chuyến. Cha, tại sao kêu con đi trong giờ phút này? Lưu Bá phải chuyển một chuyến tiêu, cha muốn con theo ảnh học hỏi cho biết. Cha, Quốc Triệu hai nhà phải quyết đấu, đáng lẽ con muốn xuất chiến. Thế cho cha đâu có thể ra khỏi nhà trong giờ phút này được. Quốc Triệu hai nhà đấu võ là cuộc tranh hai nhà của đồng môn, con không phải là đệ tử của cha. Cho dù cha đồng ý thì Triệu gia cũng không đồng ý. Hơn nữa lần này người ta chỉ định cha ra trận, cha đâu thể rút lui được. Cha kêu con đi áp tiêu với Lưu Bá, một mặt để tăng trưởng thêm kiến thức, còn về mặt khác để tránh đi sự dây dưa của Trần Chân. Cha nghĩ nó kiếm không được con, không chừng có thể hóa giải ân oán này. Nhưng ngày hai nhà Quốc Triệu cứ quyết định vậy, ngày mai cha sẽ dẫn con đi gặp Lưu Bá. Ra ngoài đi. Dạ cha. Quốc Nguyên, lần này kiếm tiểu đệ có chuyện gì đây? Không có chuyện thì không kiếm ông. Tôi tới đây là có chuyện muốn nhờ. Quốc Nguyên xin nói. Nghe nói Lưu Huynh sắp chuyển một chuyến tiêu, tôi muốn Nguyên Giáp theo Huynh ra ngoài nới rộng tầm mắt, có được không? Làm sao mà không được? Ai là không biết võ công của Nguyên Giáp cao cường. Huynh chịu cho tôi mừng con trai của Huynh dùng, tôi cũng mừng không kịp mà. Nhưng mà chuyển tiêu không phải là như ở nhà, là ăn sương nằm gió bôn ba mệt mỏi, không biết Nguyên Giáp có bằng lòng hay là không. Nguyên Giáp, ý của con thế nào? Con nghe lời trưởng bối ăn bài. Quốc Nguyên, tôi cũng biết Quốc Triệu hai nhà sắp sự quyết đấu, Nguyên Giáp không muốn ra đi cũng chỉ là nó có hiếu thôi. Đúng vậy Lưu ba ba. Nguyên Giáp, trưởng bối nói chuyện không được xen vào. Lưu Huynh, là tôi không biết dạy con, xin đừng trách. Quốc Huynh, Huynh đã quá khiêm tốn. Ở trong tình hải này có ai mà không biết Nguyên Giáp thông minh lễ phép. Để thấy Nguyên Giáp và Trấn Thành đi chung với nhau, hai người thanh niên cũng có thể tiếp ứng với nhau mà. Hả? Lưu Huynh, Nguyên Giáp không có kinh nghiệm giang hồ, xin chỉ dạy cho nó thêm, làm phiền Huynh. Quốc Huynh xin hãy yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó đàng hoàng. Được, cảm ơn. Hai huynh đệ mình còn khách sáo cái gì, nên nè, uống trà. Được. Nguyên Giáp, đây là cái đao ngắn của mẹ để phòng thân. Giang hồ hiểm ác, con mang nó theo bên người để phòng thân hả? Thưa mẹ, con muốn đi áp tiêu. Con lo cho cuộc đấu võ của cha con,
Mẹ khuyên con đi áp tiêu dĩ nhiên là có đạo lý của mẹ. Lần này con đi không những chỉ là áp tiêu thôi. Mẹ hỏi con, nếu ân oán của Quách Triệu Hai Gia có thể giải quyết được hoàn mỹ, con còn có chuyện gì để lo nữa hay không? Mẹ có cách. Tuy là không có chắc chắn lắm, nhưng mà có phần thắng rất lớn. Con cũng biết sư phụ Lưu Duyên của Tiêu Cục rồi, xưa nay đức cao danh trọng, cha và Triệu sư thúc của con cũng rất kính trọng ổng. Lưu sư phụ cũng là người hiểu biết xử lý. Nếu như mời ổng ra để điều đình, không chừng sẽ tránh được trận đấu lần này. Con hiểu rồi. Mẹ hy vọng con đi áp tiêu là có thể ngăn cản trận quyết đấu lần này. Vậy con sẽ đi. Anh Lưu đại ca, nếu không phải chuyện quá gấp gáp, tôi không dám mạo muội mời huynh ra mặt giùm. Hỉ, tẩu tẩu được khá sáu. Dập tắt sự phân tranh của hai nhà Quách Triệu, tôi thật sự không chậm trễ. Chấn Thành. Dạ ba ba, tuy vợ con của cháu không giỏi, nhưng mà có nguyên giáp đi chung thì không thành vấn đề. Hơn nữa đường này cháu đã đi trăm mấy lần, không có sao hết, ba ba cứ yên tâm. Lưu ba ba, mặc dù trước kia cháu chưa có áp tiêu, nhưng cháu sẽ tận sức, hy vọng không có vấn đề gì xảy ra. Vậy thì được, vậy thì ta ở lại. Nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có thể thành công hay không tôi thật sự không có dám khẳng định. Lưu huynh cứ yên tâm, huynh ở Tịnh Hải đức cao danh trọng, tôi tin tưởng sư huynh của tôi nhất định sẽ nể mặt huynh nghĩ quân bại đấu. Được, tôi sẽ tận hết sức. Chấn Thành. Dạ. Cháu cũng chăm sóc đàng hoàng, trên đường đi phải cẩn thận, nhớ đó, làm việc gì cũng lấy danh dự của Tiêu Cục làm trọng. Dạ cháu nhớ. Thôi được, tôi cháu hãy đi chuẩn bị. Đi Nguyên Giáp. Mẹ con đi chuẩn bị. Nguyên Giáp, ra khỏi nhà, ở bên ngoài chuyện gì cũng phải cẩn thận. Hơn nữa huynh nhớ đừng có ăn đồ tầm bậy, coi chừng sẽ bị tiêu chảy. Còn cái này đều là y phục của huynh. Cảm ơn Dương tỷ, làm phiền chị chăm sóc cho mẹ giùm tôi. Cảm ơn Dương tỷ. Chân Thành. Dương tỷ. Nguyên Giáp, tôi giao lại cho huynh, huynh hãy săn sóc ảnh giùm tôi. Cứ yên tâm, Dân tỷ cũng bảo trọng. Trên đường cẩn thận. Xuất phát. Lưu huynh, sao thảnh thời quá vậy? Không đi áp tiêu à? Ở nhà dễ quá. Khổng Tử nói 50 nhi tri thiên mệnh. Tôi và huynh tuổi tác ở này, phân tranh giang hồ, hãy coi như mây khói qua mắt, chuyện gì cũng đừng có để trong lòng. Nói thì không sai, trên thế gian này có nhiều chuyện khó mà giải quyết được. Cho dù là hai chúng ta có lòng, cũng đâu có lo được bao nhiêu chứ. Triệu huynh nói như vậy không phải. Thấy chuyện bất bình còn có thể rút dao tương trợ. Không lẽ huynh kêu tôi chính mắt nhìn thấy bạn thân của tôi bước vào hố sâu mà cũng coi như không thấy không biết gì à? Nếu bạn gặp nạn, ra tay tương trợ là chuyện đương nhiên. Nhưng bạn không gặp nạn chỉ là một chuyện đạo lý muôn thở thôi, thì chỉ có thể giúp hết sức của mình, chứ không phải nhúng tay vào ngăn cản. Triệu huynh, chúng ta đừng có nên úp mở nữa. Tri nhân giả trí, tự tri giả mình. Hôm nay tôi mời huynh tới đây là muốn huynh thận trọng suy nghĩ về chuyện quyết đấu. Huynh và Quách huynh, hai người đáng lẽ là hai sư huynh đệ, đâu có thể nào đồng căn tương đấu.
Tại hạ là bạn thân của hai người, thật sự không muốn nhìn thấy hai người có bất cứ người nào cũng vì cuộc đấu vô duyên này mà đem đến bị thương hại. Ây da, Lưu huynh à, đừng có khuyên tôi nữa. Ân oán của Triệu Quốc hai nhà đã có từ lâu rồi, không phải vì một vài lời của bất cứ người nào có thể hóa giải được. Ý tôi đã quyết, cuộc quyết đấu lần này không có thay đổi, và chỉ có thông qua đấu võ mới có thể giải quyết được ân oán của hai nhà. Triệu huynh, huynh hãy coi bức họa này thế nào. Tuế hằng tam hữu, nét bút hùng tráng mạnh mẽ, nét mực rất thoải mái, có thể nói thấu đáo cặn kẽ. Lưu huynh, công lực đan thành của huynh quả nhiên là thâm sâu. Lưu huynh, làm vậy lấy gì? Triệu huynh, huynh không có biết đâu, trong lòng của tại hạ từ xưa đến nay tự cho rằng huynh và Hắc huynh hai người là hai bạn thân với nhau, nhưng mà bây giờ huynh cố chấp không thay đổi, khiến cho ta mất đi bạn thân. Như vậy thì bức họa này giữ lại còn có ý nghĩa gì? Triệu huynh à, dù trận quyết đấu lần này có đánh thắng đi nữa, triệu gia của các người được danh hiệu chánh tông, nhưng mà huynh đã mất đi người bạn già, mất đi cái điểm cuối cùng giữa huynh đệ với nhau. Xin huynh hãy nể mặt chúng ta đã giao tình với nhau bao nhiêu năm, hãy suy nghĩ kỹ lại. Lưu huynh, tôi và Quốc gia tranh đấu bao nhiêu năm cũng đã cảm thấy mệt rồi, nhưng mà không đoạt chánh tông bí quyết về, anh biểu tôi làm sao ăn nói với hậu nhân, với con cháu của nhà họ Triệu đây? Huynh thật không có cách ăn nói. Là do huynh kêu, huynh kêu tụi nó cứ chém chém giết giết hoài. Là do huynh, huynh kêu tụi nó cầm đao hướng với nhau để sống qua ngày. Theo như tôi biết, con gái của Triệu huynh cũng cực lực phản đối chuyện này. Cho dù không vì huynh và tôi, cảm tưởng con gái của mình huynh cũng không thèm nghĩ tới hay là sao? Nếu như tôi và Quốc ân đệ có thể ngồi xuống trò chuyện trước mặt của Lưu huynh, thì cái chuyện này vẫn còn có chỗ xoay sở được. Hả? Nó nói vậy thiệt à? Đúng vậy, ngày quá giải ân oán của hai gia đình sắp sửa đến rồi. May là có Lưu đại ca tận lực hóa giải giùm mới có thể có được kết quả toàn mạng. Tôi thay mặt gia đình để cảm ơn huynh. Tôi không có làm gì hết, có kết quả tốt như vậy chứng minh là ân oán của Quốc gia và Triệu gia đã đến hồi tận cùng. Chúng ta dù sao cũng là bạn thân với nhau, không cần phải cảm ơn tôi. Hey, Lưu huynh không cần phải khách sáo. Mấy ngày nay huynh vì hai gia đình của chúng tôi bôn ba khắp nơi, thiệt là vất vả nhiều. Có thể hóa giải ân oán cả hai nhà, đó là tâm nguyện của tôi mà. Ai kêu chúng ta là bạn thân với nhau hả? Bây giờ còn thiếu một bước nữa thôi. Tôi đã làm chủ giùm cho huynh, tôi đã hẹn ngày mai tới tiêu cục của tôi mình uống vài ly. Tới chừng đó huynh với Triệu huynh hãy nói chuyện với nhau, thật ra ai mới là chánh tông hãy đem ra nói giải quyết cho xong xuôi. Đừng có gì cái chuyện lưu danh này mà tổn tình cảm với nhau nữa. Lưu huynh xin yên tâm, ý của tôi huynh đã hiểu. Tới chừng đó tôi sẽ cố gắng nhường nhịn, không phụ lòng của huynh. Tốt. Nha, cạn ly. Hai vị huynh đệ, lần này Quốc Triệu hai nhà có thể hóa giải ân oán, đây là một chuyện tốt. Như vậy là chuyện tốt gì? Triệu gia chúng tôi đã có việc là chánh tông. Theo tôi thấy không thể bỏ qua. Thì đúng, nếu không phải lần này Lưu lãng quỷ nhiều chuyện, thì bây giờ đại cơ của chúng ta đã thuộc về của ta. Trấn Nam, lần này hai nhà có thể ngồi xuống để giải quyết chuyện này. Lưu tiên sinh đã ra sức không ít, cũng là lòng tốt của ổng. Tốt cái gì mà tốt? Theo tôi thấy thì ổng đã nhận ân huệ của Quốc gia, Quốc ân đệ không dám đấu võ với cha của tôi, cho nên mới nhờ tên Lưu lão quỷ này làm người giải quà. Nhất định là vậy. Trận đấu võ này chưa có xong, chúng ta đừng có nên để Quốc gia được danh hiệu chánh tâm một cách dễ dàng.
Hai vị huynh đệ, nghe tôi nói một câu, danh lợi trên thế gian chỉ là mây bay qua mắt, chánh tông hay không đâu có ăn nhầm gì. Cho dù Quách gia được cái lợi này thì thế nhân sẽ nói Triệu gia của chúng ta khí phái bất phàm, không ham hư danh. Cái tốt của con rùa là nó biết rút đầu vào. Thí dụ này của tôi hơi quá đáng, hai vị huynh đệ xin đừng hiểu lầm. Cái câu nói này huynh nó không sai. Nếu như Quách gia chịu hứa đấu võ thì đâu có chuyện gì. Nếu như ông không hứa, tôi sẽ không bỏ qua. Đúng vậy. Nè hiền đệ, đừng nên lỗ mãn. Hơn nữa Di Trượng đã đồng ý đàm phán với Quách ân đệ, nếu chúng ta còn gây ra chuyện thì là bá tánh ở Thượng Hải coi mình thế nào. Nè xin huynh, chúng tôi biết lo liệu. Nè xin huynh cạn. Mời. Cạn. Xin mời. Không có gì, uống đi uống đi. Hân hạnh được mời khách. Cảm tạ Quách huynh, Triệu huynh hai vị nể mặt. Hoàng gia nên giải không nên kết. Hy vọng gia đình của hai huynh mượn cơ hội này quá giải ân oán bao nhiêu năm nay, bắt đầu làm lại huynh đệ tốt, là bằng hữu tốt, và cũng không uổng công giảng hòa của tại hạ. Nè Quách huynh, Triệu huynh, sau khi tôi kính hai vị một ly này, rồi hy vọng hai vị bỏ qua những chuyện cũ, và sau đó hãy kết liễu ân oán giữa hai gia đình. Nè chúng ta cạn ly. Mời. Nè mời ngồi. Sư đệ, chúng ta đã mấy chục năm chưa ngồi chung uống rượu, từ nay tạm thời không nói ân oán với hai nhà, xin cạn ly này. Mời. Quách huynh, chúng ta cạn ly này. Chị sư thúc, làm gì lấy gì? Có gì các người không phục à? Nguyên anh nguyên võ, không được vô lễ. Sư đệ, hãy để cho huynh cạn ly thì phải coi huynh có bản lãnh này hay không. Hai vị như vậy phiếu cho tới chừng nào đây? Nhà tôi có đầy rượu, hay là chúng ta uống cho sảng khoái? Quỳnh, nhường nhịn như vậy chắc không có ý khác chứ. Sư đệ, hai nhà của chúng ta đã trò với nhau bao nhiêu năm nay, thiệt làm cho tất cả cảm thấy chán nản. Nếu nhường nhịn có thể hóa giải tranh chấp, xin nể mặt ta có được không? Nghe Quỳnh nói như vậy, Quách gia quả nhiên có lòng hòa giải êm thấm, nhưng không biết bên trong có bao nhiêu thành ý. Tuổi tác của ta cũng đã lớn, còn tính toán làm gì? Nếu như Triệu sư đệ coi trọng, ta tình nguyện nhường hư danh chánh tông,
để Triệu gia của các người được tội nguyện. Cha, không thể được. Đây là danh dự của quốc gia chúng ta, gian nan cực khổ mới giành về được. Nguyên Anh huynh đệ, đây là chuyện tốt mà. Quốc bá có danh phận chánh tông, đại nhân đại nghĩa, khâm phục, khâm phục. Sơn huynh, tôi thấy là quốc bá sợ cha của tôi không dám đấu võ cho nên đuổi chúng tôi giống như là đuổi ăn xin. Chân đồng, chuyện không thể nói vậy. Đây là ý tốt của quốc bá. Ý tốt? Tưởng ông cho chút ân huệ cho chúng tôi là chúng tôi cảm kích ông à? Hả? Cha của tôi nhận nhịn trước, các người không biết gì hết. Thế nào? Bình tĩnh. Các người muốn đánh hay sao? Muốn đánh thì đánh. Dạ, hứa chuyện này chúng tôi sẽ hết rồi. Bình tĩnh. Điều gì chúng tôi không sợ đâu? Đừng nóng nảy. Nói gì chúng tôi? Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Tôi không sợ đâu. Đừng nóng nảy. Đừng nóng nảy. Đánh cái gì? Dạ, không sợ đâu. Đừng có xúc động. Không có gì. Đừng sợ mà. Dạ, đó kia. Đừng nóng nảy. Đừng xúc động. Dạ, đừng xúc động. Bình tĩnh lại. Muốn gì? Bình tĩnh lại. Không gì. Đừng nói. Thì dạ, quốc quân triều huynh sai người để cho họ như vậy chứ? Hả? Bình tĩnh lại. Lưu Huỳnh, theo tôi thấy chỉ uổng công lao của Lưu Huỳnh thôi. Triệu Thành Hiển này quyết không thể mất mặt trước mặt của giảng bối. Quắc Huỳnh, cuộc hẹn đấu võ của chúng ta còn có giá trị. Mong tới chừng đó tận hết sức của mình. Tôi không hy vọng thắng Huỳnh một cách không có vinh quang. Triệu Huỳnh, Lưu Huỳnh, Quắc mẫu đã nhường nhịn quá nhiều. Nhưng lời nói của Triệu sư đệ rất rõ ràng. Nhẫn nhịn của tôi đã vô ý nghĩa. Tôi hy vọng hợp đấu võ, huynh là bơn làm người chứng giùm tôi. Tôi muốn cho mọi người biết ai mới là người chánh tông của Bí Tông Quyền. Sao cáo từ? Ê, nè, huynh. Chúng ta tiêu có ba không? Không ngờ quan trọ mới mở. Quan trọ mới mở không biết tẩy của họ, không thể mạo hiểm ẩu tả. Thứ hai là không ngờ quan trọ của chủ mới. Quan trọ đổi chủ mới, lòng người khó đoán, nói không chừng là hắc tiệm. Không ngờ quan trọ có gái điếm. Gái điếm lần nhận không chừng sẽ trúng kế bị mất tiêu. Không có chỗ ở, làm sao ăn cơm? Cho nên đội áp tiêu phải đem theo đầu bếp. Không có quan trọ phải nằm sương dài nắng, chịu khổ còn hơn là mất tiêu. Thật ra áp tiêu không phải là nhờ vào võ công mà nhờ nhân duyên. Và nhiều bạn bè ở trên giang hồ chiếu cố tới, nếu mà tới đâu cũng bị người ta cướp tiêu hết thì mình đâu có bao nhiêu cái mạng để mà đánh với họ. Cha. Hả? Cha, cha làm gì vậy? Có phải nội thương tái phát không? Cha chỉ luyện công quá độ thôi, không có sao. Vậy thì cha đừng có đấu võ. Nè, cái chuyện đấu võ đã thành định cuộc rồi. Sức khỏe của cha như vậy làm sao đánh? Ê da, con ra ngoài trước đi. Không phải cha đã hứa với con hòa giải với quốc gia sao? Vậy là cha đã nuốt lời. Muốn cha tức chết có phải không? Mau ra ngoài. Ra ngoài. Cha. Đi. Thiếu gia, thuốc bổ đưa tới chưa? Tôi đã làm theo ý của thiếu gia. Thuốc lượng lần này gấp 3 lần trước. Triệu Thanh Hiển muốn thắng trận đấu của ngày mai, ông nhất định sẽ uống mà. Chỉ cần uống thuốc của lần này, ông không bị bộc phát chết thì cũng bị quát ân đệ đánh chết. Kế sách của thiếu gia quả thật là cao đó. Chúng ta dùng bàn tay của quát ân đệ đánh chết tên lão già ngoan cố Triệu Thanh Liễu.
ai cũng không có hoài nghi tới mình hết. Chỉ cần Quắc Triệu hai nhà tranh đấu không ngừng thì Tịnh Hải là thiên hạ của thiếu gia. Quán gì chúng ta đừng có liên lụy tới người khác. Ê, bỏ qua, đi coi hàng trước. Phúc Thọ Cao, A Phiện. Toàn bộ đều là vậy. Nguyên Võ, đây là bí cấp bí tông quyền của Quốc gia chúng ta, giao lại cho con. Cha, làm vậy lấy gì? Cuộc đấu võ của lần này không biết Triệu gia là dở trò gì. Lỡ như cha có gì bất trắc, chức trưởng môn của Quốc gia truyền lại cho con. Cha, sau này con phải nhận lãnh đệ tử của Quốc gia, đem Quốc gia quyền phát dương quang đại. Trong cuộc bí cấp này đều là tinh hoa của Quốc gia quyền, nhưng bà chiều cuối cùng không thể truyền lại cho đệ tử tầm thường được. Chỉ có trưởng môn truyền hết đời này tới đời nọ. Chỉ có làm vậy mới tránh đi được sư huynh đệ trong sư môn tàn sát lẫn nhau, tranh chấp trưởng môn. Ừ, dạ con hiểu. Thưa cha, trong Quốc gia võ công của con tuy không tệ gì mấy, nhưng mà không bằng Nguyên Giáp. Con cảm thấy muốn đem Quốc gia quyền phát dương quảng đại, cha nên đem chất trưởng môn truyền lại cho nó thì đúng hơn. Ừ, cha biết Nguyên Giáp đầu óc thông minh, mai này thành tựu của nó sẽ hơn con và cha. Nhưng mà nó không chánh thức bái sư làm đệ tử của Quốc gia, còn võ công của nó càng không phải là Quốc gia quyền chánh tông, cho nên không thể truyền chức trưởng môn cho nó được. Con đừng suy nghĩ thêm, chuyện này cha đã suy nghĩ kỹ càng. Sau này có thể đem Quốc gia quyền phát dương quang đại hay không,
toàn nhờ vào con. Uống miếng rượu cho vững bụng. Lúc nãy thì tôi đã dặn với đám huynh đệ kêu họ đừng có nói chuyện này ra ngoài. Tên Tiêu quân sư này quả nhiên là kêu mình áp tại Á Phiện, chứ là không phải người. Nguyên Giáp, huynh nói coi có thể nào Long Hải Sanh ở sau chỉ thị hay không? Tôi thấy Long Hải Sanh không phải là loại người này. Biết mặt mũi người nhưng mà không biết lòng, khó nói lắm. Á Phiện hại nước hại dân, hại là ba tính, không thể để cho số Á Phiện này vào Tình Hải được. Là đại bá của tôi, xưa nay trọng danh dự của Tiêu cục. Lần này chúng ta đã thấy được hàng của Tiêu Ngâm đã phá hoại quy luật, làm sao đi? Còn có thể làm sao? Theo tôi thấy, hãy cố gắng về sớm. Tôi tin tưởng là ba bá nhất định sẽ có cách. Long Hải Sơn ngoài mặt như là chánh nhân quân tử, nhưng mà thật ra sâu lưng làm những chuyện bại hoại. Tôi thấy chuyện này có nội tình khác, chúng ta nhất định phải làm cho ra lẽ. Đừng làm việc lỗ mãng, Quách Triệu hai nhà như dầu dưới nước. Nếu còn gây ra chuyện, tôi sợ sẽ có tranh chấp càng lớn hơn. Nguyên Giáp, không biết là cuộc đấu võ của hai người bây giờ tiến hành tới đâu. Ba bá của tôi là một nhân vật nổi tiếng ở trên giang hồ, tôi nghĩ dù sao đi nữa họ cũng nể mặt một chút ít. Cứ yên tâm hả? Đi. Được. Nè. Di trưởng. Hey, võ công thì khá. Cha, theo con thấy nội thương của cha đã khỏe lại rồi. Hơn nữa nội công của cha còn tốt hơn nữa. Như vậy cuộc đấu võ ngày mai Triệu gia của chúng ta nhất định phải toàn thắng. Ừ, vậy đúng đó cha. Ngày mai chúng ta sẽ đánh cho Quốc gia tới vời qua lá. Ngày mai tới ngày đấu võ rồi, tụi con vô trong nghỉ ngơi trước đi. Cha. Nè, ngày mai còn phải đi cúng tổ tiên nữa. Đi đi. Cha. Mau trở vô. Vậy tụi con trở vô trước. Vô mau vô mau. Di trưởng, vậy tụi con trở vô nghỉ. Ừ. Đi. Đi. Chuyện này cứ để cho hạ nhân làm. Bao nhiêu năm nay quần áo của ông đều do tôi giá, bây giờ trao người ta làm, tôi thì không yên tâm. Lúc nào tôi cũng luyện tập võ công, truyền võ nghệ, không quan tâm tới bà, sơ sót với gia đình. Chuyện này tôi đã tìm người hòa giải, thật không ngờ lại ra tới nông nỗi này. Số phận của tôi và Triệu sư đệ đã được minh bạch. Cảm ơn. Ngày mai phải đánh tới người sống người chết hay sao? Cuộc đấu của ngày mai Triệu gia nhất định dốc hết sức mình. Trận ác đấu này không thể nào lánh né. Tôi đã đem bí cấp của Quách Gia Quyền
giao lại cho Nguyên Võ. Lỡ như ngày mai tôi có dịp bất trắc, phu nhân bà hãy bảo trọng, căn nhà này trông cậy vào bà. Tôi không cho ông nói như vậy. Ông nhất định sẽ bình yên trở về. Ông được, ông nhất định sẽ bình yên trở về. Chúng ta là người tập võ, sống chết có mạng, không phải mình muốn là được. Chuyện mà tôi không yên tâm nhất chính là hôn nhân của Nguyên Giáp và Dân Nhi. Bà hãy cho nó động phòng sớm đi. Còn nữa, bà phải đem Quách Gia Quyền phát dương quang đại. Bà phải nhớ kỹ, nếu ngày mai tôi không trở về, các người không thể đi kiếm Triệu Gia để báo thù. Ân oán của đời mình thì hãy kết liễu đời của mình. Triệu Thành Hiển xin thề tại đây, cuộc đấu võ lần này con nhất định đánh bại Quách Gia, đoạt lại chánh tông của Bí Tông Quyền. Con cháu bất hiếu Quách Ân Đệ, xin liệt tổ liệt tông phù hộ cho con đấu võ lần này kỳ khai đắc thắng. Mà tại hạ cũng mong là hai huynh hãy nên suy nghĩ kỹ lại. Cuộc đấu võ lần này hãy bãi bỏ tại đây đi.